Mon français est absolument nul en fait. On va préparer le café. Ça c'est ma boisson préférée. Bon, on va la table. Hello, mình là Hải Đăng. Mình là một vlogger đang sinh sống và làm việc ở Paris. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người trải nghiệm một ngày của barista bán thời gian ở Paris với mọi người nha. Đây là những cái công việc thực tế nếu mà mọi người đi làm thêm ở nước ngoài. Nên nếu mọi người tò mò thì hãy đón xem nha. À, với cả vlog này thì mình sẽ cố gắng nói tiếng Pháp nhiều hơn một tí. Bởi vì hồi mùa đông thì mình có nói tiếng Pháp trong một cái vlog. Và một vài bạn có bảo mình hãy nói tiếng Pháp nhiều hơn đi. Nên là bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tout d'abord, je vais sortir tous les gâteaux qu'on a conservés dans le frigo hier. Thú thật là đợt này mình bận thi cử với cả là hơi nhiều việc nên là mình cũng hơi lười sắp một tí. Nên mọi người cho phép mình thu voice bằng tiếng Việt nha. Không thì 10 năm nữa mình mới có một cái vlog tiếp mất. Ok, công việc đầu tiên của mình luôn luôn là lấy bánh tươi ở trong tủ lạnh ra, sắp xếp cẩn thận lên kệ theo từng vị bánh. Sau đấy thì mình sẽ phải xuống nhà bếp để hỏi bếp xem hôm nay sẽ ra những cái bánh vị gì tiếp theo để còn lên chuẩn bị hộp. Enfin, je pense que mon français est absolument nul en fait. Mais bon, on va essayer. Je dois mettre des... C'est pas le mot, enfin, des stickers, des autocollants, je sais pas. Sur des boîtes et puis je dois préparer toutes les boîtes comme ça pour... mettre des mini parts des gâteaux à l'intérieur. Bon, aujourd'hui on va sortir gâteau à la vanille et aussi le gâteau au thé vert. C'est pour ça que je dois préparer 10 boîtes pour chaque saveur. Nói chung là đầu ngày thì bọn mình sẽ có khá là nhiều việc. Mình thấy là không quá khó đâu nhưng mà phải rất là nhớ và cẩn thận. Bởi vì là phải chuẩn bị khá là nhiều thứ ấy. Mà nếu không nhớ hết từng thứ nhỏ nhỏ chi tiết thì sẽ rất dễ làm gãy quy trình và khiến cho nguyên một ekip phải tốn thời gian ở một công đoạn nào đấy. Thế nên là khúc này thì mình cũng phải bớt bớt nó một tí, chỉ đặt máy quay thôi nha. Lúc này thì mình đang gặp hộp nhanh nhất có thể để còn vào hỗ trợ ở trong bar. Et moi je dois checker. Non, c'est pas le mot. Je dois vérifier, genre je vais piquer pour savoir si le gâteau est prêt pour sortir ou pas. Thông thường nếu mà mình làm từ sáng thì mình sẽ phụ trách chính là chuẩn bị hộp bánh và cắt bánh. Còn từ trưa thì mình sẽ pha chế nhiều hơn, làm barista đồ đó mọi người. Lúc này thì mình phải phụ bếp kiểm tra xem bánh đã đủ độ mềm ẩm chưa. Bọn mình phải căn làm sao để cho bánh không bị khô quá, nhưng mà cũng không được quá ướt. Tức là dùng một que nhọn để ghim vô bánh rồi rút ra kiểm tra. Cái này mà nếu bạn nào hay làm bánh gato là kiểu gì cũng biết này. Đoạn này là vì bánh vẫn còn ướt nên là mình chuyển sang chuẩn bị dọn dẹp phòng trà nha. Maintenant on va. Nói chung là đầu buổi sáng thì sẽ hơi nhiều việc một tí nên là bọn mình cứ phải tranh thủ ấy. Ví dụ như trong lúc chờ bánh thì mình sẽ đi lau bàn như này chẳng hạn, rồi là nấu chân trâu, chuẩn bị cà phê, sữa đá. Thú thật mình là một đứa không có nhiều kinh nghiệm đi làm nhà hàng từ trước, cũng hơi ít giao tiếp xã hội nha. Nên là việc đi làm thêm đã dạy cho mình rất là nhiều thứ luôn ấy. Việc đầu tiên cũng quan trọng nhất đối với mình chính là time management, quản lý thời gian mọi người ạ. Ý là bây giờ mình cũng quản lý thời gian vẫn chưa tốt lắm đâu, nhưng mà cũng gọi là học hỏi dần dần từ các chị với các bạn đi trước. Lúc này thì cũng đã đến giờ mở cửa rồi nên là bọn mình phải mở cửa và chuẩn bị để ra bánh luôn này. Ra bánh thôi. Ok, khúc ra bánh và cắt bánh này thì trông cực kỳ ngầu đúng không? Nhưng mà cũng cực kỳ hồi hộp luôn ý. Ê, không giấu gì sự ngu ngục của bản thân mình luôn mọi người ạ. Ý là chính mình là đứa đã suýt làm rơi nguyên một cái bánh hồi học việc nha. Hậu đậu số 1 thế giới luôn ý. Ý là bọn mình có 2 bước lật bánh cũng hú hồn phết. Oui, on va enlever ça, le papier. Theo mình là nó không quá khó, nhưng mà mỗi người phải tự làm và rút ra cái phương pháp cho chính mình thì khi đấy mọi thứ nó sẽ thuận hơn và nhanh hơn nữa. Bon, on va enlever la tablette. C'est bon. Je vais couper le gâteau en mini parts. On va mettre des gants d'hygiène, je sais pas, comme ça, le gant genre transparent. Hơi khác với công đoạn lật bánh thì cần đến sức mạnh của những kẻ chiến thắng. Công đoạn cắt bánh thì lại cần đến sự tinh tế và khéo léo nha mọi người. Ý là mình vừa tinh tế vừa khỏe khoắn được không? Ok, hơi nhạt. Không, nhưng mà cái đoạn cắt bánh này thì phải khéo léo thật nha. Cắt phải chậm rãi duyên dáng một tí. Nếu không làm một hồi sau cái bánh nó sẽ từ lưa luôn ấy. Ê, mình thề, lần đầu cắt bánh ý, mình run tay vãi kiểu ê, cái bánh to cực luôn. Cắt hỏng thì chết tiền đền chứ không đùa.
Nhưng mà bây giờ thì mình đã cắt mạnh dạn tay hơn rồi. Ấy, mọi người thấy mình mài dao kiểu chuyên nghiệp không? Ok, sau khi cắt bánh xong thì sẽ phải cất từng cái phần bánh vô các cái hộp mà hồi sáng gặp á. Mọi người bắt đầu hình dung ra quy trình chưa? Logic mà đúng không? Mọi thứ nó đều kiểu support cho nhau ấy. Vị khách đầu tiên trong ngày của chúng ta ngày hôm nay chính là Mai. Ok, vậy em muốn ăn bánh gì nào? Vị khách muốn ăn bánh gì mình sẽ tư vấn ạ. Hiện tại thì cửa hàng của chúng tôi mới chỉ có một loại bánh matcha, đấy là bánh chiffon matcha, còn bánh castella matcha thì phải chờ khoảng 15 phút nữa. Đoạn này thì là Mai, bạn của mình đang ra mua bánh để ủng hộ mình với Phương Anh. Mai thì là bạn mình từ Phần Lan qua Paris nha. Mai cũng chính là người đã góp mặt trong hai cái vlog Bon Pink concert của mình năm ngoái năm kia. Bọn mình chơi thân với nhau sau hai lần đi concert chung. Ê, Mai giỏi cực, mình cảm thấy siêu may mắn vì được quen, được chơi với em ấy luôn ý, thề. Em là 17 ơ. Mình có thể về nghe. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho cái bánh chiffon của Mai vào trong cái đĩa này. Tất cả các cái bánh thì bọn mình đều phục vụ ở trong cái đĩa này. Đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm món mà mọi người thích nhất. Đấy chính là làm mấy cái latte art. Thì bây giờ Mai đã order một cốc matcha latte nóng và một cốc matcha latte lạnh. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cả hai cách làm luôn, ok? Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cách làm món matcha latte trước nha. Mọi người sẽ phải chuẩn bị matcha bằng cách lấy một ít nước ấm rồi đánh đều với bột matcha. Thông thường thì sẽ có hai cách đánh nổi tiếng là đánh bằng máy cầm tay và đánh bằng chổi cha sen. Nhưng mà mình thì thường chọn dùng chổi cha sen, thật ra là bọn mình, bởi vì là mình thấy texture bọt giữ được lâu hơn và thành quả thì đẹp hơn. Mọi người đánh cha sen bằng cổ tay thôi, thao tác chữ V chứ không phải là vòng tròn nha. Đánh từ từ cho đến khi nào chỉ còn bọt nhỏ thì mọi người có thể dừng lại và đổ từ từ ra cốc. Sau đấy thì bọn mình sẽ chuyển qua bước chuẩn bị sữa để vẽ latte art. Cái này thì hơi khó và phải học chuyên sâu, nên là mình chưa giải thích được với mọi người mất rồi. Nhưng mà cái này thì mình thấy cũng tùy thuộc vào năng khiếu một chút nữa. Có nhiều bạn thì mình thấy học vẽ siêu nhanh, còn một vài bạn khác thì sẽ hơi lâu một tí. Nhưng mà thành thật thì nếu chăm chỉ, mọi người cũng sẽ đều vẽ được hết nhỉ. Đấy, mọi người thấy mình vẽ đẹp không? On va préparer le café pour faire le café vietnamien classique. Tiếp theo đấy, bọn mình sẽ phải chuẩn bị cà phê sữa đá này, nấu chân trâu và rất là nhiều các công việc buổi sáng khác. Thật ra hồi trước lúc mà ở Việt Nam ý, thì mình hay bị các bạn cùng lớp trêu là công tử bột. Không hiểu sao hồi đấy mình còn thấy khó chịu và hay cãi lại kiểu: nhưng mà tao biết nấu cơm rửa bát mà, mắc gì kêu tao công tử bột. Ê, nhưng mà từ ngày mình đi làm thêm nha, thì mình mới nhận ra kiểu: ê, hình như ai cũng biết nấu cơm rửa bát ý. Không, nhưng mà mọi người ạ, cái trải nghiệm đi làm thêm theo mình là một trải nghiệm rất là cần thiết đối với tất cả mọi người luôn ý. Bởi vì mình đi làm thêm xong thì mình mới nhận thấy là mặc dù mình cũng introvert thật, nhưng mà không nên vì lý do đấy mà cứ thu mình vào một góc. Kiểu cái kỹ năng giao tiếp ấy, cái communication skills nó quan trọng vãi. Với cả đi làm thêm thì mình học được rất là nhiều thứ, bởi vì mình ngáo cực. Trước đấy đối với mình, thành thật mà nói, thì mọi thứ đều không quá khó khăn ấy. Hầu như mình muốn thứ gì thì đều kiểu nỗ lực thì là mình sẽ làm được. Nên là mình vẫn chưa ý thức được là trong cái cuộc sống này, để thật sự kiếm miếng cơm manh áo nó rất là vất vả mọi người ạ. Nói chung là các anh chị và các bạn trong tiệm đã giúp đỡ mình rất là nhiều luôn ấy. Mình đã học được cách quản lý thời gian tốt hơn một tí này. Một tí thôi, bởi vì mình vẫn gà lắm. Với cả là mình học được cách để ý vào tiểu tiết hơn này. Cái này thì quan trọng thật nha, bởi vì trong ngày thì có siêu nhiều nhiệm vụ luôn. Rất là nhiều luôn ấy, mình thề. Mình sẽ giới thiệu với mọi người công thức mà mình thích nhất, đấy là công thức cha chanh. Bonjour madame. Thế là mình đã có cốc trà xanh của mình. Nó sẽ không như thế này. Ngon cực. Có một. Ờ, bây giờ mình mới nhớ ra là vlog này mình phải nói tiếng Pháp. Lạ cơ. Và nếu như mọi người ngựa giống mình thì gặp như này đúng không anh? Mọi người ạ, mọi người biết gì không? Tức là
tuần này nó đang là tuần Olympic ý, thì nên là cái thành phố Paris nó chặn rất là nhiều đoạn đường chính. Mà cái tiệm này của bọn mình thì nó cũng khá gần những cái địa điểm du lịch nổi tiếng, thế nên là nó chặn nhiều vãi. Khách ơi hãy đến đi được không ạ? Mọi người có thể đến mua ủng hộ mình được không? I can speak English if you want. Okay. Where you come from? Yes. It's very like soft and light. Từ cái lúc đi làm thêm và được đứng bán hàng này này thì mình mới nhận ra hình như mình rất là phù hợp với các công việc liên quan đến nói và thuyết phục ý. Tức là từ trước đến giờ, những cái gì mà mình thích làm nhất và mình cũng cảm thấy là bản thân làm tốt nhất thì đều là những công việc như kiểu là giáo viên này, gia sư này, làm vlog này, hay bây giờ là đi sale bán hàng. Ý là mình cảm thấy mình rất là enjoy các cái công việc mà kiểu được giới thiệu với mọi người, rồi là giới thiệu với khách hàng những cái trải nghiệm của mình này, những cái sản phẩm tốt này, để đem đến những cái giá trị tốt nhất đến mọi người, rồi là tới xã hội. Không biết bạn mình thì bảo mình là mình lẻo mép, còn có đứa thì lại bảo mình là hướng nội ồn ào, I don't know. Nhưng mà mọi người không biết đâu, có siêu nhiều khách hàng họ hay bảo mình là họ ban đầu chỉ định vào xem bánh thôi, nhưng mà bởi vì mình kiểu tư vấn khéo, với cả là mình kiểu cười tươi ấy, nên là họ thấy đáng yêu quá nên họ mua ủng hộ. Có một hôm nhá, kiểu mình nhớ mãi, vẫn là mình với Phương Anh làm như này này. Có một chú ban đầu chỉ định đến xem tiệm bán cái gì thôi, nhưng mà ra về kiểu xách 5-6 cái bánh siêu to ấy. Kiểu mình đã siêu gạ gẫm chú ấy mua bánh luôn ấy. Nhưng mà lần sau chú ấy vẫn quay lại mua nha, chứng tỏ là mình không nói điêu. Mình giới thiệu là thật và chất lượng bánh ok là thật nha. Du coup maintenant on a un espresso et un matcha haricot rouge à préparer. Và tất nhiên bên cạnh việc đứng bán hàng thì công việc mình yêu thích nhất chính là đứng quầy bar pha chế nước. Mình thề, ngày xưa mình hay đọc truyện sách, xong có mấy nhân vật kiểu mấy anh mấy chị mặc sơ mi trắng pha cappuccino, pha nước rất là ngầu, kiểu cuốn dã man ấy. Nên là cái công việc barista nó cứ luôn là một cái gì đấy nằm trong wishlist của mình. Thế mà bây giờ mình đã được làm mấy anh pha chế ngầu mà mình từng tưởng tượng rồi nè. Ok, ý là trông mình cũng không ngầu lắm, mình biết cái điều đấy, nhưng mà mình được pha các cái loại nước cũng hay phết mọi người ạ. Mình thích cái cảm giác được chăm chút từng món nước cho khách hàng cực, rất là mê ý. Enfin, je pense que je mange pas ce midi, du coup je vais faire une boisson. Je pense que je vais faire le matcha latte avec le lait d'avoine, parce que ça c'est ma boisson préférée en fait. Je vais vous montrer comment faire. On y go. Comme d'hab, on va préparer le matcha. Et moi j'ai un verre ici et je vais mettre le lait d'avoine. Ça c'est le lait d'avoine que j'aime beaucoup. Enfin, normalement je vais utiliser de l'eau chaude pour faire le matcha. Moi je préfère mélanger la poudre de matcha avec le lait d'avoine. Genre directement. Mettre ça. Et puis je mets la poudre de matcha. Comme ça. Après, on va utiliser la fouettée. On l'appelle comment? La chassaigne, je pense. Comme ça. Je vais verser sur les glaçons. Et comme ça, vous voyez, le lait et le lait au matcha, genre, se sont bien séparés en fait. C'est cool? Ça. C'est ma boisson préférée. C'est pas vraiment beaucoup en fait. C'est genre 20 euros par mois. C'est beaucoup, mais c'est rien en fait, c'est nul. Je dois filmer, je dois monter, je dois faire l'étalonnage et tout. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je suis payé genre 20 euros par mois. C'est beaucoup, mais tu penses? Et là. Phương sẽ thay ca chiều của mình chiều nay. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hết ca và mình sẽ đi cởi đồ thay đồ. Mọi người ạ, đây là cái áo trắng của mình. Vừa nãy mình pha matcha mình không cẩn thận, thế nên là mình đã phải giặt nó với Javen. Lạy Chúa, tôi yêu Javen, nếu không thì cái áo của mình nó sẽ hỏng mất. Mình có Sophie. Hôm nay mình mang Sophie đi chơi. Sezam, hôm nay Mai đã mang Sezam đi chơi, mình có Sophie. Mình with Rosie. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở trong nhà hàng Gam Cha Thang. Đây là nhà hàng bán cái nồi sườn, sườn ninh, sườn hầm rất là ngon. Mình siêu thích cái nhà hàng này. C'est du porc. D'accord. Du coup, on va prendre un potage de pommes de terre, s'il vous plaît. Et aussi
une part de viande de porc à la vapeur, chou chinois, tofu et sauce pimentée. Et une carafe d'eau s'il vous plaît. Et mon autre. Merci. Là, hồi lâu sau mới ôi dễ chờ. Mọi người ạ, cái món đầu tiên của bọn mình đã ra rồi. Đây là cái món tàu hũ với thịt luộc với kim chi. Ăn thử em ơi. Anh nghĩ là mình ăn xong món này người ta mới cho mình cái món kia ra. Một trăm điểm luôn. Nhưng mà tham điểm của em 1.000. Mọi người ạ, cô ấy đã mang cái nồi xương hầm ra rồi. Siêu to luôn ấy. Nó to hơn cái mặt mình luôn ấy. To cực. Ngon lắm. Ai mà đến Paris thì mọi người nhất định nên thử cái cam cha thang này. Mình vừa mới xin cái này là cái để chắn đồ bắn. Anh nghĩ thì anh sẽ hack cái này về. Anh nghĩ vậy. Healthy đồ đó. Ban chan cũng ngon nha. Mọi nhìn thấy không? Ngon lắm. Ngon cực. Trời ơi. Anh là một đứa kiểu phát cuồng về đồ trắng nhưng mà lúc nào cũng thích ăn đồ màu ấy. Tưởng tượng đi first date mà ăn cái món này. Ngồi gặm, cho lò gặm luôn. Không bao giờ đi first date ăn món này luôn. Bọn mình đã ăn xong ở Gam Cha Thang và bây giờ chúng ta sẽ để cho Mai rate cái bữa tối ngày hôm nay. 100 điểm. Vâng, nó rất là ngon. Rất là ngon, ngon mà. Nó đỉnh. Mặc dù quán đấy là một quán đông nhưng mà cái lúc mà bọn mình đến hôm nay thì không đông lắm. Cái lúc đấy cũng mà bọn mình về rất là đông đúng không? Đúng. Về rất là đông. Đó. Mặc dù mình hôm nay hơi thử thách bản thân hơi ăn cay một tí nên là khúc sau hơi chớ nhẹ bởi vì mình ăn cay. Nhưng mà trộm vía mọi thứ đều rất ok, rất ngon. Rất ngon luôn đấy. Mọi người nên đến Gam Cha Thang luôn đấy. Nên nè rồi. Họ đang chụp ảnh gia đình rất đáng yêu ấy. Ôi, sau đó thì mình và Mai đã chỉ ngồi ở Palais Royal một lúc thôi và bọn mình đi về. Mình có một cái thói quen đấy chính là mình sẽ dẫn tất cả những cái người mình yêu quý đến những cái địa điểm mà mình thích ấy. Thế nên là mọi người sẽ thấy kiểu tất cả những người bạn của mình mà mình yêu quý thì đều sẽ đến Palais Royal của mình một lần. Thật ra là cũng lâu rồi mình mới quay trở lại với một cái vlog nên mình không biết là mọi người có xem đến hay không, có xem hết không. Đợt vừa rồi mình cũng trải qua hơi bị nhiều chuyện một tí nên là bây giờ mình sẽ cố gắng để gạt qua hết những cái chuyện đấy, tất cả những cái bận rộn đấy, mình sẽ dồn toàn tâm toàn ý vào việc làm vlog, nên là mình cực kỳ hy vọng là có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người thế nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại lần sau. Bây giờ đóng cửa mọi người ạ, nên mọi người sẽ đi về. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau. Đó, mọi người đã xem nhá. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình bởi vì là mình làm rất là vì đam mê đấy. Thật sự vì đam mê đấy.